cảm ơn. Hả? Bộ cô thấy tôi hả? Hả? Tôi bị muội sao tôi không thấy anh? Tôi là thần chết. Hả? Dạ cô thấy tôi, cô là người sắp chết. Hả? Tại sao tôi thấy anh tôi sắp chết? Chỉ có người sắp chết mới thấy được thần chết thôi. Hả? Vậy anh là thần chết hả? Ừ, chắc chắn mà. Hả? Vậy là tôi sắp chết nữa. Ừ. Hả?